Hello mọi người, mình mới vừa xuất hiện về hồi tối hôm qua. Hôm nay mình khỏe rồi cho nên là mình sẽ chia sẻ và kể lại cái hành trình đi săn của mình ở bệnh viện Từ Dũ cho mọi người cùng biết. Mọi người đã nhắn tin và hỏi thăm mình rất là nhiều cho nên là mình cũng tranh thủ để mà mình chia sẻ, mình kể cho mọi người cùng biết nha. Ok, let's go. Mình có dấu hiệu xanh lúc 4 giờ mấy sáng. Dấu hiệu xanh của mình đó là vỡ ói. Mình đang nằm ngủ thì cảm thấy mắc tiểu. Mình bật đầu dậy thì thấy nước chảy ra rất nhiều. Mình tưởng đâu là tiểu không tự chủ. Mình đi từ trong phòng ngủ ra toilet thì mình đi tới đâu thì nước chảy tới đó. Là lúc đó mình đã biết vỡ ói rồi. Cho nên là mình kêu ông chồng mình dậy. Anh ơi, dậy đi nhậu, ý đi đẻ. Thế là hai đứa lật đật đi, đồ thì đã sắp xếp sẵn hết rồi, chỉ cần bút ráp là đi thôi. Trên đường đến bệnh viện, trời thì mưa lâm râm, bụng thì đau lắc rắc, ý hình như nói lộn gì phải không mọi người. Mà thôi kệ đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy não lòng gì đâu. Nhưng quay qua, thấy có ông chồng đồng hành cùng với mình, thấy rất là vui, cho nên cười một cái cho có động lực. Nói một hồi thì cũng tới bệnh viện rồi, bây giờ mình làm hồ sơ để nhập viện thôi. Mình đăng ký xin dịch vụ thương gia, cho nên người ta chỉ mình qua khu B làm hồ sơ nhập viện. Mời mọi người cùng theo chân mình. Tới rồi nè, hồ sơ đăng ký nhập viện gồm có căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế nếu có và các giấy tờ trong quá trình mình đi khám thai. Sau khi điền xong, mình nhìn lên màn hình xem những thông tin của mình chính xác chưa. Khúc này quan trọng cho nên các mom chú ý nha. Sau đó mình đi vào trong gặp bác sĩ để thăm khám. Nếu thật sự có dấu hiệu xanh thì sẽ nhập viện, còn nếu mà chưa có dấu hiệu xanh thì sẽ đợi. Trường hợp của mình là phải nhập viện ngay. Trước khi nhập viện là phải đóng tạm ứng trước 10 triệu. Đóng tiền xong, mình sẽ đi thay đồ và lên phòng chờ xanh. Lúc này là tôi đã đau râm rỉ lắm rồi đó mấy bà, nhưng mà cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, còn gượng cười một cái nữa nè. He he, tới phòng chờ rồi nè, bây giờ chỉ còn nằm đợi chừng nào tử cung nở ra, cho đến khi có cái kiểu mắc rặn quá, mình sẽ báo bác sĩ và sẽ được đẩy vào phòng xanh. Trong lúc nằm chờ đợi thì mình ăn uống bình thường, lúc này mình cũng đã cảm thấy đói, cho nên kêu ông chồng mua hai cái bánh bao ăn lót dạ. Ủa, khúc này ngồi ăn bánh bao sao cười tươi dữ vậy ta? Tôi thì đang đau đớn, ông chồng tôi thì cố chọc cho tôi cười, nhưng làm sao mà qua cơn đau này được. Đi đẻ thấy có gì đâu ta, còn cầm được điện thoại quay quay cười cười nè. Có nhiều bạn thắc mắc mình sinh ở khu nào thì để mình quay cho mọi người cùng xem mình sinh ở khu này nha mọi người. Rồi rồi, khúc này là tới rồi. Lúc này là mình đang gồng, mặt mày xanh lè xanh lét luôn. Mình xét nghiệm dương tính với lại GPS cho nên khúc này là phải vô thuốc kháng sinh. Khi đi vào chờ sinh thì người ta sẽ phát cho mình đôi dép tổ ong màu xanh. Đến khúc này là đau quằn quại đến nỗi mà mình phải bệnh chán, cắn môi, lăn lộn, nổi nằm nghiêng một bên không thể nào mà nằm ngửa được. Cơn đau đẻ này không có từ nào mà diễn tả được hết, chỉ có trải nghiệm thì mới biết được cái cơn đau đẻ này thôi. À quên nữa, để mình quay một vòng cái phòng xanh thương gia để cho mọi người cùng biết nha. Phòng thì gồm có một cái giường gấp gọn, một cái tủ nhựa và ba cái tấm màn che để ngăn ra. Đây đây, tới khúc này là mình đau đến nỗi mà phải bậm cái môi chảy máu luôn nè. Khúc này là mình mất kiểm soát luôn rồi, hên có ông chồng kế bên cho nên là mình bấu ổng, chứ không thôi chắc mình bẻ gãy cái thành giường luôn rồi. Phút 90 rồi, mình nở được 7 phân và mắc rặn nữa, nhưng mà mình chịu không nổi và xin chích thuốc giảm đau. Do mình mắc rặn nên đẩy mình vào vòng xanh và chích thuốc giảm đau trong đó luôn. Su cà na một cái là khi chích thuốc giảm đau vào, cơn đau của mình không còn nữa và mắc rặn không còn nữa thì mình không có xanh được. Mình phải nằm đợi một xíu cơn đau cơn rặn về thì mình mới xanh được. Đây cũng là một cái mình muốn chia sẻ đến cho mọi người, có chích thuốc giảm đau thì chích sớm chứ đừng có để tới lúc mắc rặn rồi chích giống như mình. Giờ tới khúc xanh nè, mình coi lại mình thấy ám ảnh quá. Thôi khúc này tôi nhanh qua nha mọi người. Mắc rặn. Mắc rặn hả? Đau quá. Vượt cản thành công rồi mọi người ơi. Không hiểu sao lúc này mình cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Mọi đau đớn hồi nãy coi như tan biến hết luôn. Xong rồi hai mẹ con da cà da với nhau để lấy hơi ấm từ mẹ. Ông nhận cái hậu mũi chích giảm đau này ghê thiệt. Về tới nhà tôi nhức cái lưng quá trời luôn. Đứa đầu tôi đâu có chích đâu, đâu có bị như thế này. Đang nghe tiếp video mà đau lưng quá trời luôn. Mấy bà nào mà coi tới đây thì nhớ thả tim cho tôi nha. À quên nữa, tôi đẻ con trai nha mấy bà. Xong xuôi hết rồi, bây giờ mình về phòng thôi. Nhận phòng xong rồi để mình quay sơ cái phòng cho mọi người xem nha. Nhận phòng cũng tối rồi, thôi mình ngủ một giấc tu qua ngày mai nha mọi người. Qua ngày hôm sau thì chồng của mình đi lấy vàng, còn gọi là phân xu đó mọi người. Do có kinh nghiệm cho nên ông chồng của mình làm rất nhanh và gọn, không có bỡ ngỡ như lúc ban đầu. Mới sanh xong đi đau lắm mấy bà ơi, nhìn tướng tôi đi là mấy bà biết rồi đó. Tới trưa bà chủ nhà trọ của tôi lên thăm, còn nấu cơm cho tôi ăn nữa. Qua nay ăn bánh bao với tàn là cháo không à, giờ có cơm ăn nó ngon gì đâu á. Khúc này anh hai lại nói chuyện với em, là người nôn nhất, ngày nào cũng kêu tôi mẹ đẻ em ra cho con chơi. Mấy bà có thấy tôi mang đôi dép dễ thương không? Chuyến này tôi mua mấy đôi để dành sau sinh mang, mà công nhận mang mấy cái đôi này ấm chân dễ sợ, ngộ lắm mấy bà.
Mỗi lần nằm trong lòng cha thì ngủ ngon dữ lắm. Chắc kiểu này ổng cưng dữ lắm à. Em bé sau khi sanh 24 giờ thì hộ lý sẽ lại tắm. Mình chỉ cần chuẩn bị một cái khăn tắm lớn, ba cái khăn sữa, một cái áo, một cái tã. Tắm xong phải giữ ấm cho bé 15 phút thì mới được cho uống sữa. Các bà lưu ý nha. Ngày nào ông bà ngoại với Hảo cũng lên thăm. Coi tới khúc này thấy thương ông bà ngoại và Hảo ghê. Giờ là tới khúc chuẩn bị về nè. Trước khi về để mình review nhanh cái phòng 1 ngày 1 triệu 2 cho mọi người cùng xem nha. Phòng 2 giường. Có cái tủ để ta cho thêm mấy cái miếng lót nữa nha mọi người. Và có một phòng vệ sinh. Bên ngoài thì có một cái ban công để mà mình giặt vũ phơi đồ. Bây giờ thì mình đi về thôi, mình xuất viện mình về thôi mình ơi. Khi mình xuất viện sẽ có các cô hộ lý đẩy mình xuống dưới cổng để bắt xe đi về, cho nên các mom khỏi phải sợ lo đi bộ nha. Giờ thì lên xe về thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc, lời động viên đến với mình. Yêu mọi người thật nhiều.